chua ở trong quê nhà cô này, đúng là cua đồng xịn luôn đấy, con thì to con thì bé này, đấy cua vàng này, đây có cả con cua nước đá này cháu này, cua đá mà nó đen đen chân con, con như này là con nước đá, đây là một con này, nó đen từ chân đến hết cả mình. Cho lên tầng 2 đi. Rồi ghi đi, mẹ mới ghi. Đây là cháu nhìn cua này. Cua như này người ta đi bắt là người ta phải gom số lượng rất là... Người ta phải gom cháu, mỗi nhà chỉ được đôi ba cân thôi. Chứ có phải là cua nuôi người ta mới đều được chứ đây. Vâng. Đi ra đồng rồi to bé thì bắt hết. Các bạn nhìn càng này. Càng to vàng chưa? Đây, đẹp. Này, cô nhập về là cô nhập... Tức là cô về cô bóc hay là người ta bóc sẵn cái này cho mình? Ở nhà có em gái cô nó đi gom rồi về nó tự bóc, bóc đông cho cô. À. Gom 3-4 ngày thì 2-3 ngày, 3-4 ngày đủ thì đủ ra cho cô. Vâng ạ. Ừ, rồi. Gạch nó tự theo ra rồi đập cũng đóng đá, cắt đông hết. À. Tức là mình cũng lấy cả gạch luôn hả cô? Ừ, cô lấy cả gạch thì mình mới chưng được cái nước gạch nó mới thơm chứ cháu. Vâng. Cô rửa xài xong rồi bắt đầu đem ra cô chú bắt đầu xài. Rồi, phải có máy xay này với... cô chú làm nhiều phải mua máy xay chứ cháu. Lấy cái đồ chi tay là chị lên bó tay. Cao lên. Vẫn xay. Chỗ này cháu áng trưng phải tầm 30-40 cân như cô nhỉ? 30 cân cua ấy chưa bóc vỏ. 35 cân. 35 cân bóc rồi. 35 cân chưa bóc. 18 cân bóc rồi. À. Hơn 20 cân bóc. Chỗ này phải hơn 20 cân chứ 35 cân thì được khoảng... cứ mỗi một cân này bóc được 6 lạng. Vâng. Đang xài đấy. Đang xài này. Chú ơi, cháu thấy ngày xưa ông bà nhà mình giã cua là hay cho mấy hạt muối vào ấy. Thì mình xay này mình có cho muối không chú? Tí này có. Tí này xong trộn nó đóng. Cũng bỏ một chút muối thôi để cho nó cách bảo quản cho nó tốt thôi cháu. Vâng. Không hôi. Thế là chiều nào hai cô chú cũng... À đúng, tuần nữa nhỉ? Một tuần mới làm một lần thôi. Đúng rồi, chính xác. Một tuần mới làm được một lần. Vâng. Cua tươi, đấy, màu xanh đẹp thế này, giữ sạch sẽ. Thế là mình xay trước như này, xong mình chia phần. Chia phần cho từng ngày đúng không chú? Cứ mỗi một túi khoảng một cân cái là xong, nóng bỏ vào tủ đá để cho nó đông cho đẻ. Vâng, thế mình làm thế nó nhanh. Mình làm mấy lần rồi cho mình. Đấy, phải có muối vào đây để một chút muối để cho cô bảo quản cho dễ mà. Vâng. Tức là tôm cua cá có tí muối bao giờ nó cũng bảo quản tốt hơn đúng không? Tốt hơn. Mỗi một túi là một cân rưỡi cua xay rồi. À, một cân rưỡi là cho một nồi đâu cô? Hay là cô chỉ chia như thế thôi? Phụ thuộc chi thế, đóng cho đóng đá dễ. Chứ còn mỗi một nồi là phụ thuộc theo bán trong ngày hết nhiều, vậy mai phải làm nhiều chứ cháu. Vâng. Cái trời mùa hè này mà cứ canh cua với cà pháo cơ nhỉ? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn đúng không? Cháu quay này ví dụ nhá. Cháu quay này mà có khán giả người ta muốn mua cái cua này của cô có bán không? Có. À? Mọi khi là có người đấy nhưng hôm nay là không kịp. À rồi. Thế là nếu mà khán giả mà mua cái cua mà xay sẵn này của cô thì cô sẽ bán bao tiền một cân? Cô bán 250.000 một cân. 250.000 một cân xay rồi. Xay rồi. À. Đây là cua sau khi đã xay xong rồi các bạn. Là cô sẽ đóng một túi là một cân rưỡi. Và cô bán là 250.000 một cân. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mua nhé. Nhu cầu mua thì cứ alo cho cô. À. Cháu thấy mà cô chú bán hàng như này mà kiểu như có thêm người mà có điều kiện mình làm thêm kiểu như kiểu dạng như lẩu riêu cua ấy. À, nhà cô cũng có đặt lẩu đấy cháu ạ. À, đặt thì vào buổi chiều. À, đặt lẩu buổi chiều. Tức là nếu có người đặt là mình vẫn làm hả cô? Rồi. Hoặc là có em mà mua đặt mang về là cô vẫn ship đấy. À thế ạ? Ừ, đấy. Topping củ lẩu thì gồm có bò với gà là hai món chính. Ai người ta ăn gà thì lẩu gà, riêu cua, lẩu gà thì cô làm gà. Mà ai thích ăn thịt bò thì cô làm bò. Vâng. Trong đó rồi gồm có theo giò tai rồi trứng. Vâng, giò tai, trứng nhỉ? Ừ. Sườn sụn nữa thì ngon. Sườn sụn rồi, có. Rồi là chả cá nữa. Dạ. Nhiều người thích ăn chả cá bỏ vào
chọn của khách hàng, ăn cái gì thì làm cái đấy. Nồi từ thấp nhất là từ 400. Vâng. 400 một nồi. Thế mà có mỗi hai cô chú làm thì nó cũng vất vả. Ừ, có mỗi hai cô chú làm thôi. Đây là cái gạch cua đây, ở nhà mọi người làm mà đóng chia từng phần cho như thế này. Đây chỗ này là của cái ba mấy cân cua ngày hôm nay đây. 35 cân cua hôm nay đây. Đấy, cô làm cái từng này gạch đây. Nhẻ được ra từng này gạch nó cũng vất mất công lắm chứ. Ôi giời ơi, làm cái này kỳ công lắm cháu ạ. 35 cân được có từng này gạch đấy. Dạ. Làm rất là lâu. Ôi giời ơi, đây rồi, đây rồi. Mãi say ở đây vất rồi. Mà cũng hết rồi. Vừa hết luôn. Giữ lại cái xương xương mà lộ con này. Giống lắm. Đây là chỗ này là chú sử dụng cho nồi nước riêu cua là bao nhiêu lít ạ? Khoảng 60 lít. 60 lít. Đó. 6 cái. Cái này là mình chỉ là bổ sung thêm thôi đúng không? Bổ sung thêm thôi. Còn cái. Đã lột qua nó mất cái nước khô đi á. Vâng. Hãy xương bao giờ mà lột nó mất cái khô. Cú là ai? Một bánh đa đầy đủ. Bánh đa luôn cả trắng lẫn đỏ lẫn lộn. Không. Gọi thế có chết con chứ. Đấy là gọi thập cẩm rồi cô ạ. Gọi bánh đa thập cẩm. Ở đây thì buổi trưa thì vào cái giờ tan ca là đông nhất cô nhỉ? Ừ, tầm khoảng 12 giờ, 12 giờ đến 12 rưỡi. Vâng. Vâng, như thế đấy. Ở đây cô bán có bún này, bánh đa. Đấy, thì mức giá của cô là từ trung bình từ 30 cho tới 35 nghìn. Đấy, có cả bát 20 nghìn nữa. 20 nghìn là chỉ là bún riêu đậu thôi cô nhỉ? Ờ, 20 nghìn là bún riêu đậu. Đây. Đây, bên này cô có đậu này, giò tai này. À, sườn sụn, sụn non đấy. Chả kia là chả cá hay là chả gì? Chả cá và chả tôm. À, chả cá, chả tôm. Thịt cua này, hành khô này. Có ốc to, có ốc nhỏ này các bạn ạ. Đấy, bên kia là thịt bò. À, trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là thêm là bao mấy nghìn một quả cô? 7.000 một quả. 7.000 một quả. Bạn này bạn ăn là bò giò sụn trứng. Vâng. Là có giá là bằng 47.000 một bát. Vâng. Bò giò sụn trứng, bún, bún ốc to giò. Đây có hai cô chú làm lúc đông khách nó cũng vất vả ấy nhỉ? Không, phải cố gắng cháu ạ. Thôi mình làm ăn nhỏ thì mình tận dụng, ừ. Lấy công làm lãi. Đúng rồi. Giò có đấy. Giò trong nồi á. Trong nồi đó. Đây hết đó, ốc to mới giò đó. Mì tôm ạ. Mì tôm ốc to giò nhá. Đó là bất mãn, ra mình bất mãn. Mì tôm một gói thôi của chú, bò giò sụn trứng. Các bạn thấy ở đây cô chú làm rất là thủ công luôn. Order ra giấy đấy. Thấy ra là cô làm theo đơn. Đúng rồi. Trứng vịt lộn. Mì tôm chỗ này ăn mì tôm bò giò sụn trứng. Các bạn cái nước riêu cua nó có cả xương thịt nó cũng ngọt cô nhỉ? Ừ. Rồi xong đơn đấy rồi. Bánh đa bọn giò sụn. Có còn bát mì
Có còn bát bánh đa nào thì à, bát mì nào thì anh ngâm. Rồi xong tí nữa còn không còn bánh đa mì và một gối nữa thôi. Rồi ngâm tiếp. Tí nữa bàn sau. Dạ ngâm vào đấy đi. Đây là bát bánh đa rồi. Một bát bánh đa như vậy. Rồi bữa ra đi. Đây bát vừa đây. Còn bát bánh đa nhiều thì chắc sao đây. Nhiều bánh đa. Cô ơi, bây giờ thì chính quyền người ta cũng không cho ngồi vỉa hè, thì nhà mình cái diện tích nó hẹp này thì mình còn chỗ nào ngồi nữa không? Có, nhà cô có cả tầng 2 đấy, trên nó cũng rộng bằng dưới này luôn đấy. À, bởi vì ngày xưa thì mình được sử dụng vỉa hè, nhưng bây giờ thì mình lại không được sử dụng nữa rồi. Bây giờ trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Rồi. Như bát này là bao tiền đấy cô? Bát này là 35.000. Bò rồi à? Tao nhà bánh đa vào rồi. Lại chỉ mục đích. Mời lên tầng 2 đi nhá. Đây, bàn 4 này. Đây, hai đại ca lên tầng 3 đại ca. Đây, ba bạn này cho lên tầng 2 đi. Rồi ghi đi, nhà ghi luôn. À thôi, để chú lên đây, chú ghi cho. Thôi được rồi, cô ghi cho. Đây các bạn ạ, mình quay một lúc thôi nhưng mà khách cái giờ tan ca rất là đông. Khách cứ lườm ngợp đi ra đi vào các bạn ạ. Quán nhà cô ngày xưa có thể ngồi ngoài vỉa hè nhưng bây giờ thì chỉ sử dụng được trong nhà thôi. Cô tận dụng sử dụng cả tầng 2 bên trên để phục vụ khách nữa. Thật sự ác quá, mình này. Đấy, quay video này, quán ngon quá. Anh có thường xuyên tới đây ăn không anh? À có. Anh tới đây thì anh hay ăn bát như nào ạ? Anh ăn đầy đủ nó mới đủ vị. À đúng rồi. Đầy đủ đây rất là rẻ này. Vâng, 45.000. 45 đây có 40 thôi. À rồi. Thêm trứng là thành 47 đấy anh ạ. Hai cô làm hai cô chú làm này vất vả quá. Nhưng mà nhanh, vất vả nhưng mà làm nhanh lắm. Vâng. Ôi trời là hay đi bát ở nước ngoài cơ. Vâng. Đi lại đóng cửa. Chào cháu ạ. À, chào chị. Đây bát của cháu là bát đầy đủ không? Ừ, bát đặc biệt á. Ở nhà cô gọi là bát đặc biệt. À, được. Bát này là 45.000 thôi nhỉ? Vâng, rồi cháu cảm ơn. Đây các bạn ạ. Thì sau khi quay xong, cái này cũng bạn khách rồi thì mình bắt đầu mình ngồi ăn được. Thì bát mình gọi đây là bát đặc biệt là có giá 45.000 các bạn nhé. Thì giá đây là trung bình là có giá 27.000, 30.000, 35.000. Nói chung là các bạn gọi thêm topping thì sẽ thêm tiền. Thì nó rất là đầy đặn các bạn. Trên thì có thịt cua này, đậu này, ở đây có cả sườn sụn các bạn nhé, ốc nhỏ này, đây là dồi sụn, thịt bò. Bún đây thì sẽ bún khá là nhỏ, thì gia giảm ở đây thì có chanh quất này, ớt này, cái này rau sống ở đây có sả lách, tía tô, cái này chuối, gọi là củ chuối, à cây chuối đúng không, ngõi chuối. Đây, có giấm tỏi ớt này, bên này thì có tương ớt, ớt trưng này, muối và hạt tiêu, à đâu, đây là tong. Ok, trước khi cho dao giảm thì mình sẽ thử chút cái lượng rượu cua của bạn nhé. Đây, bên trên có một chút cái ánh vàng, cái vàng này là một phần là của cà chua. Mời các bạn nhé. Nó có cái hương thơm của cà chua ấy các bạn, ăn vào thì nước rượu cua rất là ngọt luôn. Hình như là ở đây chưa có mắm tôm. Cô ơi, ở đây hình như là cô chưa cho mắm tôm đúng không ạ? Cô chưa cho cháu ăn mắm tôm không? Vâng, cô cho cháu ít mắm tôm cô nhé. Đây, cô cho cháu ít mắm tôm. Rồi, đây, cho cháu lên đây. Rồi. Nói chung là tùy vị mỗi người thôi. Nhưng mà mình ăn bún rượu cua, bún rượu ốc là mình sẽ thích có thêm một chút mắm tôm các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Các bạn nhìn thịt cua nó khá là mịn này. Cái thịt cua đã rất là thơm. Trong này nó quẹn một chút cái hương thơm của hành khô này các bạn ạ. Ăn này có rau sống. Cho đây nó mềm ăn ngon. Đậu
cô cắt khá là nhỏ, cô chiên thì nó vừa tới nó vàng rất là đều luôn, không bị cháy. Đây, các bạn nhìn bên trong cái phần óc đậu nó vẫn còn, nó không bị khô đâu. Ăn cả bên trong nó béo béo, nó ngậy ngậy. Mình ăn nhiều chỗ cái phần thịt bò này ăn nó bị khô, không nó cứng. Tuy nhiên ở đây thì cái thịt bò rất là mềm, sử dụng thịt bò tươi thì cái chất lượng thịt bò này nó ngon vậy. Ở đây thì cái nước riêu khô này của cô chú nó có cái vị chua thanh thanh dịu dịu. Chú ơi, ở đây mình có dấm bỗng nữa không cô chú nhỉ? À, rồi rồi. Bạn nào mà ăn thêm chua thì cho thêm dấm bỗng nữa các bạn nhé. Đối với mình thì mình thấy cái vị chua này nó vừa đủ. Rồi, cho xin chào cảm ơn. Đây dấm bỗng này các bạn. Cái sụn này cô chú Ninh nó cũng vừa tới. Nó mềm, ăn nó vẫn còn có cái độ giòn của sụn, nó không bị mềm nhũn. Thịt khá là chắc. Đấy, theo như mình thấy thì các bạn tới ăn thì các bạn tùy theo loại giá các bạn gọi nhé. Nếu như bún riêu cua đậu thì chỉ có 20.000 thôi, nhưng mà thêm trứng thì là 27.000. Còn nếu như các bạn ăn thêm các topping khác thì sẽ tính thêm tiền. Ngoài ra thì cái nước riêu cua ở đây ngoài có cái độ ngọt của thịt cua, cô có đun thêm cả nước xương này. Cái nước riêu cua ăn khá là đậm đà mà nó không bị nhạt nước. Thì đấy là tất cả những nhận xét của mình nhé. Còn bây giờ mình xin phép dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp nhé. Chào các bạn.